Middle FM, kênh giải trí của những thanh niên xa mẹ từ Princeton. Anh Dương này, đã lâu rồi em không gặp được anh á, trong anh gầy đi khá là nhiều. Thiếu em mà. Thôi bố em không tím. Chào các bạn quý thính giả yêu mến, quả thật đã là một thời gian rất dài mình không được gặp lại các bạn. Trong thời gian vừa qua, vì rất nhiều lý do, mà trong đó đáng kể là sự chia cách của hai phát thanh viên, mình và anh Dương, cũng như những công việc cá nhân mà bọn mình phải hoàn thành mà Middle FM không tiếp tục được phát sóng. Tuy nhiên, tuần vừa rồi chúng mình cảm thấy là hứng thú tột cùng khi ban chấp hành mới của Trà Việt Nam SMU ủng hộ Middle FM và mong muốn biến chương trình này trở thành một chương trình thường xuyên và trở thành kênh radio chính thức của cả Trà Việt Nam. Thực ra thì bọn mình cũng không định trở lại sớm như thế này, nhưng gần đây sự xuất hiện của hội gấu Beto Bear đã tạo cho tất cả các thành viên Trà Việt Nam một nguồn cảm hứng mới, và bọn mình cũng không phải là một ngoại lệ. Phong trào Beto Bear được khởi xướng ban đầu bởi bạn Đô và anh Khoa Bạch, rồi nhanh chóng lan truyền cho cộng đồng nam sinh thốn tình của Trà Việt Nam. Để có thêm thông tin chi tiết về hội gấu nguy hiểm này thì xin các bạn hãy liên hệ ngay với bạn Đô, Cute và anh Khoa Bạch nhé. Dù đã có nguồn cảm hứng từ Beto Bear, với nguồn lực hiện tại, Middle FM khó có thể thực hiện được điều này. Vậy nên, Trà Việt Nam và chúng mình đã quyết định sẽ tuyển thêm người cho Middle FM. Hy vọng với nguồn lực dồi dào hơn, Middle FM có thể thực sự trở thành người đồng hành của các bạn. Mình hy vọng các bạn có khả năng và hứng thú đừng bỏ lỡ cơ hội này để tham gia Middle FM và trở thành người nổi tiếng, ít ra là trong Trà Việt Nam SMU. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên trang Facebook của Trà Việt Nam. Nhắc tới Trà Việt Nam thì chúng ta không thể không nhắc tới công sức của ban chấp hành mới. Với những bạn chưa kịp nhận cập nhật thông tin thì Exco mới của Trà Việt Nam đã chính thức đảm nhận trọng trách từ tuần 8 vừa rồi, với anh Lê Thanh Cà Vạt Màu Hồng làm chủ tịch, đại ca Bạch Đăng Khoa và tiên cá Chử Phương Linh là hai phó chủ tịch đối nội và đối ngoại, cụ Phan Hoàng Việt mặt phê lòi làm thư ký, cháu Trần Anh Dũng phụ trách tài chính và bạn Trần Đắc Trung làm trưởng ban mặt. Mình muốn nói thêm là bạn Trần Đắc Trung đã giúp đỡ mình khá nhiều trong việc thực hiện chương trình này. Và một trong những đóng góp rõ ràng nhất chính là boss mới của Middle FM mà các bạn thấy ở đầu chương trình. Ngoài sự quan tâm tới Middle FM thì Trà Việt Nam cũng đã thực hiện thêm các hoạt động khác như là buổi barbecue sau tuần thi, tái khởi động Singaholic và đặc biệt là sự phát triển của đội bóng CVN FC. Hiện tại Trà Việt Nam cũng đang tuyển người cho đội bóng. Đây là cơ hội để các bạn thể hiện sức mình với các bạn không chỉ trong Trà Việt Nam mà còn đối với các bạn tại NUS, NTU và SIM nữa nha. Như truyền thống thì chương trình nào của Middle FM cũng sẽ được kết thúc bằng một bản nhạc hay một bài hát. Tuy nhiên, hôm nay một người mình rất yêu quý đang gặp khá nhiều chuyện buồn. Vậy nên mình xin lợi dụng chức vụ quyền hạn thông qua chương trình này gửi đến bạn ấy một bài hát, đó là Over the Rainbow, bài hát nổi tiếng trong phim The Wizard of Oz, được cover bởi Amy Fujita, với lời nhắn: sau cơn mưa lớn, trời sẽ lại xanh và cầu vồng sẽ lại tỏa sáng. Mình luôn ở bên bạn, bánh bao à. Và với tất cả các bạn tại SMU, mình cũng hy vọng các bạn có thể vượt qua những tuần rất căng thẳng này và chúng ta sẽ lại thấy cầu vồng của yên bình và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Dare to
melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Bye.